Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý. Tiếp theo đây thầy sẽ đi vào chữa câu hỏi số 8 sách giáo khoa giải tích lớp 12 trang 143 nhé các em nhé. Câu hỏi này thì người ta bắt chúng ta thực hiện các phép tính cho ý A, B, C, D. Đây là việc thực hiện phép tính các số phức đúng không? Như vậy bây giờ thầy sẽ đi vào làm cụ thể nhé các em nhé. Đây thì thầy đã chép lại các cái đề ra nhá cho em dễ theo dõi rồi. Bây giờ thầy sẽ đi vào cụ thể từng ý một này. Với ý A thì chúng ta sẽ có là 3 cộng 2y nhân với cả mỗi một ra 2 trừ y cộng gì? 3 trừ 2y. Được chưa các em? Thế thì với cái dạng toán này thì các em đơn giản là chúng ta sẽ đi thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Ưu tiên các dấu ngoặc đúng không em? Làm như bình thường thôi. Còn việc cộng trừ các số phức thì phải nghĩ là đến phần ôn tập trương rồi thì các em đã rất là thạo rồi đúng không? Như vậy thầy sẽ đi vào giải quyết bài này này. Thì em thấy này. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở trong này trước nhé. Vậy là nó sẽ bằng 3 cộng 2y nhân với cả gì? Hai số phức cộng với nhau thì các em lấy phần thực cộng phần thực phần A cộng phần A như các em nhé. Thì đây các em nói là đây nó sẽ bằng 5 này. Trừ đi này, trừ y mà trừ đi 2y là thành trừ 3y. Được chưa các em? Đến đây các em nhân phá phá ngoặc ra cho thầy. Thì các em có được này, sẽ bằng này. Cái này là 15 này. 15 này, cái này là trừ đi 9y này. Cái này là cộng 10y này. Và tiếp theo là gì? Trừ đi 6 lần y bình anh em nhé. Ở đây thầy làm rất từ từ đấy, còn thực ra là mình có thể nhập rất nhanh. Nhưng ở đây thầy sẽ làm từ từ này. 6 lần y bình thì nó trừ 6 lần y bình thì nó thành 6 cộng 6 đúng không em? Như vậy ở đây nó sẽ là bằng bao nhiêu? 20, 21. 21 và cộng với y. Tiếp theo đây thầy sẽ đi vào ý B nhé các em nhé. Ý B của chúng ta thì người ta cho chúng ta là 4 trừ 3y cộng với cả 1 cộng y chia cho 2 cộng y. Được chưa các em? Thế cái phần 4 cộng 3y này thì 4 trừ 3y này thì thầy sẽ giữ nguyên lại đã này. Bây giờ thầy sẽ thực hiện cái phép chia này. Thì việc thực hiện phép chia số phức thì các em đã được học rồi. Muốn chia hai số phức cho nhau ta sẽ nhân liên hợp với cái mẫu đúng không? Nhân cả từ cả mẫu với cả liên hợp của số phức ở mẫu. Như vậy cái này sẽ bằng là cộng gì? 1 cộng y nhân với cả 2 trừ y trên cho 2 cộng y nhân 2 trừ y. Và cái này sẽ bằng là 4 trừ 3y này cộng với trên tử này. Các em thấy ở đây là gì? Các em thấy ở đây của nó là 2 này cộng với cả 2 trừ y này cộng 2y và trừ đi bình. Ở đây thầy làm rất từ từ để cho tất cả các bạn mà học ở các mức độ đều có thể theo dõi được nha các em nhé. Còn nếu các bạn nào mà nhanh thì các bạn có thể nhẩm luôn cái biểu thức này ra chứ không cần phải tính viết cụ thể này, nó mất thời gian nhé các em nhé. Ở dưới mẫu thì nó sẽ là 4 này. Và cái này sẽ là bao nhiêu đây? Trừ đi y bình đúng không các em? 4 trừ 3y này cộng với trên tử, các em có thể rút gọn lại cho thầy cái này là bằng bao nhiêu? 3 cộng y, được chưa các em? Trên 5. Được chưa các em? Và cái này nó bằng 4 trừ 3y cộng với 3 phần 5 cộng với y trên 5. Và cái này thì sẽ bằng này. Các em lấy là gì? Hai số phức cộng nhau thì phần thực cộng phần thực phần nào? Cộng phần nào cho thầy nhé. Như vậy ở đây các em sẽ có này. Ở đây các em lấy 4 cộng 3 phần 5 được 23 phần 5. Trừ 3y cộng với cả y trên 5 thì sẽ được bao nhiêu đây? Được là trừ 14 phần 5 y. Tiếp theo đây thì thầy sẽ đi vào ý C này các em. Ý C nhá. Ý C chúng ta người ta bắt chúng ta tính là 1 cộng y bình phương trừ đi 1 trừ y bình phương nhé các em nhé. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây thì chúng ta sẽ các em làm cho thầy là các em phá bình phương như bình thường thôi. Hoặc ở đây các em có thể dùng dùng hàng đẳng thức. Được chưa các em? Ở đây thì thầy sẽ dùng hàng đẳng thức đi. Như vậy hàng đẳng thức thì ở đây là a bình trừ b bình đúng không? Như vậy nó sẽ bằng là gì? 1 cộng y nhân 1 cộng y cộng với cả gì? 1 trừ y nhân với cả 1 cộng y trừ đi 1 trừ y nhé em nhé. Vậy đây bằng này. Cái này thì các em thấy là nó bằng 2 bằng 2. Được chưa? Cái này bằng 2. Y trừ y hết 1 cộng 1 bằng 2 nhân với cả một ngoặc ra này. Cái này là bằng 2 này, à cái này lại 1 trừ 1 là hết. Như vậy nhân ở đây là nó còn lại là 2y.
Vậy cái là nhân 2y, được chưa em? Vậy thì cái này rất đơn giản là nó bằng 4y thôi. À, như vậy câu này rất là đơn giản đúng không? Nếu mà chúng ta làm như này là rất là đơn giản thôi. Tiếp theo đây thì thầy sẽ đi vào chữa ý cuối cùng là ý D nhé các em nhé. Thì các em thấy này, ý D người ta cho là 3 cộng y trên 2 cộng y trừ đi 4 trừ 3 y trên 2 trừ đi y. Đúng chưa các em? Thế thì ở đây nhá, thì các em thấy là gì? Hai cái mẫu này là hai số phức liên hợp của nhau. Thế nên là các em tốt nhất là các em nên làm sao? Các em nên quy đồng rồi cộng lại với nhau luôn nhá. Thì ở đây thầy sẽ thực hiện này. Như vậy quy đồng lên thì thằng này sẽ là 3 cộng y nhân với cả gì? 2 trừ y trừ đi cho 4 trừ 3 y nhân với cả 2 cộng y trên cho 2 cộng y nhân 2 trừ y, được chưa các em? Ở đây các em nhân phá bình thường ra cho thầy nhá. Thì các em nhân vào này, như vậy được 6 này trừ 3 y cộng 2 y trừ đi y bình, trừ đi này mở ngoặc ra này, cái này được em được 8 này cộng 4 y trừ 6 y và trừ đi 3 là y bình, được chưa các em? Dưới mẫu thì đơn giản rồi, nó là 4 trừ đi y bình để bằng này, các em rút gọn đi cho thầy này, 6 trừ đi y bình như vậy là được 7, được chưa các em? Trừ 3, cái này trừ 3 y cộng 2 y như vậy là thành còn trừ y, trừ đi gì trong này là 8, 8 với cả cộng 3 đúng không là 11, 11 mà trừ đi 2 y trên cho 5 nhé em nhé. Được chưa? Bằng này. Như vậy ở đây là nó còn là trừ 4 này. Trừ 4 và cộng y, được chưa các em? Trừ 4 cộng y phần 5. Như vậy là cái này nó sẽ bằng là trừ 4 phần 5 mà cộng với cả 1 phần 5 y. Như vậy là thầy đã giải đáp xong ý D của câu hỏi số 8 nhé các em nhé.